ai chịu trách nhiệm vào việc này? Mấy chục năm rồi, tiền nhà nước bỏ ra nghìn tỷ, chục nghìn tỷ vẫn không giải quyết được cái việc gì cả, mà vẫn cứ để ý đấy, không ai chịu trách nhiệm. Vừa rồi chúng tôi đặt vấn đề là chống lãng phí, chống lãng phí còn ghê gớm, cũng không kém gì phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tham nhũng tiêu cực thì nó lấy tiền thì nó bỏ vào túi, nhưng mà nó để đây, nó cứ để lãng phí, ở đây có thể nhìn thấy được. Đấy, những cái mảnh đất kia để chục năm, đất vàng, tức là vị trí vàng, không đưa vào sản xuất kinh doanh, không thu được đồng bạc nào cả. Cứ để như thế xong, nếu mà của gia đình không ai người ta để thế cả. Thế đây là của công hay như là không ai chịu trách nhiệm. Dân người ta đòi hỏi, người ta bảo công sử dụng cái mảnh đất này vào làm việc gì? Tại sao 10 năm rồi vẫn để cỏ mọc thế này? 10 năm rồi thì thiệt hại biết bao nhiêu tiền? Ai chịu trách nhiệm vào việc này? Phải chỉ rõ ra những cái việc như thế chứ. Thì cái đó là cái lãng phí. Lãng phí cũng là có tội. Chứ ngoài lãng phí là yên ổn được đó. Đấy, trách nhiệm như thế nào chứ?